Messi và Ronaldo về nước, nhưng Mr. Siro mới là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Mr. Siro và ca khúc Lắng Nghe Nước Mắt được mọi người nhắc đến nhiều nhất đang được khán giả nhắc đến rần rần trên các diễn đàn. Sau khi Argentina bị Pháp đánh bại 4-3 và Bồ Đào Nha bị Uruguay đánh bại 2-1 ở vòng 1/8, Messi Ronaldo chia tay giải đấu năm nay trong sự tiếc nuối của cổ động viên và cả chuyên gia bóng đá. Vì cả hai cầu thủ xuất sắc thế giới và là kỳ phùng địch thủ cùng dắt tay nhau về nước. Sau loạt trận vừa qua và rạng sáng mang đến nhiều tiếc nuối, nhưng cũng không ít cư dân mạng tranh thủ dịp này để troll Messi và Ronaldo. Một điểm khá hài hước mà không thể nào không nhắc đến là khi hai tài năng này cùng xách vali về nước, thì Mr. Siro tại Việt Nam lại được mọi người nhắc đến nhiều nhất. Theo đó, họ ghép tên của hai cầu thủ để thành Mr. Siro và lấy lại ca khúc đình đám Lắng Nghe Nước Mắt để xoa dịu cho nỗi đau này. Chắc chắn ngay cả nam nhạc sĩ tài năng cũng không thể nhịn cười khi mình lại xuất hiện khắp các diễn đàn trong thời điểm hiện tại. Hàng loạt ảnh chế status đều nhắc đến Mr. Siro và ca khúc Anh Đang Nhầm ám chỉ đến việc dừng lại tại World Cup 2018 của Messi và Ronaldo. Dường như không có chuyện gì mà cộng đồng mạng không thể nghĩ ra được. Họ liên tưởng đến Mr. Siro và âm nhạc của anh rất nhanh, nhưng phải nói là Lắng Nghe Nước Mắt cũng khá thích hợp cho kết quả này. Vừa qua, chủ nhân của loạt hit đình đám đã hoàn toàn lột xác sau quá trình giảm cân. Vẻ ngoài mũm mĩm trước đây được nhường chỗ cho một hình thể thon gọn. Ngoại hình của nam nhạc sĩ hiện tại trông như soái ca bước ra từ chuyện ngôn tình. Anh đã rất quyết tâm để giảm tận 17kg, con số này đã khiến nhiều người rất ngạc nhiên. Như vậy, khán giả liên tưởng đến ba người đàn ông này với nhau cũng khá hợp lý. Vừa tài năng vừa điển trai thì chuẩn nhất luôn rồi.